Chúng ta lại gặp nhau trong điểm tin chuyển nhượng ngày 19 tháng 8 của bóng đá Plus. Tiền đạo Mbappe được cho là đã thông báo với các đồng đội ở Paris Saint-Germain rằng anh sẽ ở lại câu lạc bộ trong mùa hè này. Tuy nhiên, chân sút người Pháp đã để ngỏ khả năng ra đi vào hè năm sau. Mbappe còn một năm hợp đồng với Paris Saint-Germain. Đội bóng của nước Anh hy vọng có thể thuyết phục được Mbappe gia hạn hợp đồng. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Mbappe sẽ ở lại Paris Saint-Germain và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm sau. Bên đội mới của Mbappe được cho là Real Madrid. Báo chí xứ sương mù, Man City sẽ chuyển hướng sang Dusan Vlahovic nếu như đội bóng chủ sân Etihad không thể chiêu mộ được Harry Kane trong mùa hè này. Man City muốn đưa về một tiền đạo mới trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2021 đóng cửa. Harry Kane là mục tiêu hàng đầu của Man City. Tuy nhiên, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham không muốn bán tiền đạo này cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Do vậy, Man City đã chuyển hướng sang mục tiêu khác. Báo Sacha Tavolieri, Manu muốn chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi của Monaco là Tchouaméni trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2021 đóng cửa. Cầu thủ này đã ghi 4 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo cho Monaco kể từ khi anh chuyển đến vào tháng 1 năm 2020. Manu đang đàm phán với Monaco về trường hợp của Tchouaméni và có thể đưa ra đề nghị trong những tuần tới. Tchouaméni đã ra sân 41 lần ở lớp ong và ghi được 2 bàn thắng. Cầu thủ này cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Tiền vệ phòng ngự này vẫn còn 3 năm hợp đồng với Monaco. Ngày đàm phán, Juventus đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Locatelli từ Sassuolo. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, Locatelli đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Juventus không tiết lộ chi tiết giao kèo, tuy nhiên theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, lão bà mượn tiền vệ 23 tuổi với thời hạn 2 năm, kèm điều khoản buộc phải mua đất với giá 35 triệu euro. Tại Juventus, Locatelli sẽ khoác áo số 27. Sau khi ký hợp đồng và ra mắt tuyển thủ Italia, sẽ tham gia luyện tập để chuẩn bị cho trận Juventus làm khách Udinese thuộc vòng mùa Serie A 2021-2022. Mới được Sky Sport Italia tiết lộ, Roma sẽ thanh lý hợp đồng với Pedro theo thỏa thuận của hai phía. Cùng thời điểm đó, ngôi sao 34 tuổi này cũng đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng 2 năm với đội bóng cùng thành phố là Lazio. Thương vụ này sẽ diễn ra theo dạng chuyển nhượng tự do. Mặc dù vậy, Roma vẫn nhận được một khoản phí dựa trên điều khoản phát sinh. Đây là quyết định bất đắc dĩ của Roma bởi theo Sky Sport Italia, nếu bán hoặc đẩy Pedro khỏi Italia theo dạng cho mượn, bầy sói sẽ phải chịu khoản phí 3,5 triệu euro tiền thuế. Với quyết định gia nhập Lazio, Pedro sẽ tái ngộ huấn luyện viên Sarri. Dưới thời huấn viên này ở Chelsea, lão tướng người Tây Ban Nha đã có 52 lần ra sân, ghi được 13 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Cuối cùng là thông tin Barca sắp thanh lý nhà vô địch World Cup. Theo Sport, trung vệ Samuel Umtiti không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Barcelona. Và cầu thủ người Pháp được cho là sắp bị đội chủ sân Nou Camp thanh lý hợp đồng. Nguồn tin trên khẳng định rằng Barca không hài lòng với thái độ của Umtiti vì cầu thủ này không tuân thủ thỏa thuận đã giao kèo trước mùa giải. Điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.